Bố tôi là tên hèn. Ba chắc của mình đó, ba là một cận vệ của tổng thống đấy, chắc oách phải không? Ba mình vừa là xạ thủ, có tài thiện xạ bách phát bách trúng, lại còn là một võ sĩ quyền anh chưa từng thua trận nào đó nha. Ha, ba của cậu siêu thật. Ba của cậu siêu thật á. Ba cậu giống như siêu nhân vậy, bọn tội phạm chắc là sợ một phép luôn ha. Ba mình rất giỏi võ, giống như Batman vậy, lớn lên mình nhất định sẽ nối nghiệp ba. Mà khi nào ba cậu sẽ ở nhà vậy? Tụi mình muốn gặp chú ấy. Đúng rồi, lần nào tới cũng chẳng thấy chú ấy ở nhà bao giờ. Tại vì ba mình bận ấy mà. Nhưng ba hứa sắp tới ba sẽ dành nhiều thời gian ở nhà. Peter, cậu mà còn đá bóng vào nhà mình thì liễu hồn đấy. Cậu có biết ba mình là gì không? Là một cận vệ của tổng thống đó. Ông sẽ xách tay cậu lên. Mình xin lỗi, nhưng ba cậu có bao giờ về nhà đâu. Vớ vẩn, ba mình sắp về rồi. Mình nói thật, không phải dọa cậu đâu. Mẹ ơi, chừng nào ba mới về? Ba cứ đi miết, con chỉ được thấy ba qua tivi thôi à. Đủ bạn con cũng muốn được gặp ba lắm đó mẹ. Tội nghiệp con trai, chỉ vì công việc của ba bận quá thôi. Ba cũng rất nhớ hai mẹ con mình đó. Sắp tới ba có kỳ nghỉ đó con, cả nhà mình sẽ đi du lịch nha. Một kẻ khủng bố đã trà trộn vào buổi gặp mặt của tổng thống với các sinh viên đại học Lush, đã có thương vong về người. Thông tin sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Mẹ ơi, có phải bữa nay ba đi bảo vệ tổng thống không? Liệu ba có sao không mẹ? Người ta còn nói là có nhiều thương vong, chắc là ba sẽ không bị thương chứ mẹ. Mẹ hy vọng ba con sẽ bình an. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ba Tony nhé. Nhiều người bị thương đã được bê lên cáng. Con số thương vong hiện tại đã tăng lên. Chúng tôi hy vọng sẽ không có thêm nạn nhân nào nữa. Ba, không. Anh Jack, ba nhất định sẽ không sao mà. Anh Jack, em và con đang lo lắm, anh biết không? Ba nói bị tổng thống sa thải rồi. Không phải ba trước giờ nó tự hào dữ lắm. Cái mặt nó vẫn vên lên thế mà ghét. Mấy cậu đừng có nói bậy. Ba mình chỉ tạm nghỉ vì bị thương thôi. Trời ơi, con có vệ sĩ hết thời nổi giận kìa. Cậu đáng lẽ phải biết xấu hổ chứ Tony. Sao anh lại ra nông nổi này chứ? Bình thường anh đi miết thì không sao, tới khi ở nhà lại thành ra tệ hại thế này. Cô vừa nói gì? Các người đừng khinh thường tôi nha. Sông có khúc, người có lúc. Chẳng qua tôi đang vận xui, cũng tại mẹ con cô cả đấy. Ba, chỉ vì ba mà con bị các bạn chê cười. Ba đừng sai xỉn nữa. Ba cũng đừng ở nhà nữa, chỉ làm khổ mẹ và con thôi. Tony, con không được nói bậy. Tony, con xấu hổ vì ba sao? Con chắc anh bị nghi ngờ là nổi gián trong đội cận vệ. Chúng tôi sẽ đưa anh về sở cảnh sát lấy lời khai. Đây là lệnh khám nhà. Hả? Anh nói gì hả sếp? Đã tìm thấy chứng cứ, chúng tôi sẽ đưa anh về trại tạm giam. Sếp, anh là đồ khốn. Chính anh bày ra những việc này nhằm hạ bệ tôi. Chẳng phải anh đã có ý đồ khi nhờ tôi đổi vị trí trong buổi hộ tống? Tôi đã ngu dại tin anh. Trời đất ơi, thì ra chắc là người xấu hả? Đáng
đáng sợ quá. Vậy mà bấy lâu nay thằng bé Tony vẫn cứ hãnh diện về bố của nó lắm. Ôi trời ơi, thì ra chắc là người xấu. Hơi đáng sợ thiệt mà. Thời gian sau. Còn nhớ ba phải không? Ba sẽ không sao đâu. Khi vụ điều tra sáng tỏ, ba sẽ về nhà với mẹ con mình mà. Mọi thứ sẽ lại giống như ngày xưa. Peter, sao cậu dám chứ? Tôi khóc sợ. Đừng có mang ba cậu ra dọa nữa nha. Leo leo. Ba cậu đã bị cảnh sát bắt đi rồi nha. Ba tôi sẽ về. Cậu cứ liệu hồn. Hiện có một nhóm tội phạm nguy hiểm vừa vượt ngục. Chúng đang gây ra những vụ thanh trừng táo tợn trong thành phố. Cảnh sát đang ráo riết truy bắt nhóm tội phạm này. Một cảnh sát bị thương nặng, anh Rob, nguyên đội trưởng đội bảo vệ tổng thống trước kia. Nhiều khả năng bọn tội phạm nhắm vào đội trưởng Rob vì mục đích trả thù. Chính là bác Rob, người đã bắt ba đi sao? Không lẽ ba... Tội phạm vượt ngục ư? Chẳng lẽ... Sao ba mãi chưa về chứ? Có khi nào ba đã... Ba đang cần phải hợp tác điều tra mà con. Theo điều tra từ phía cảnh sát, vụ thanh trừng tháng trước nhằm mục đích trả thù. Ông Rob, nguyên đội trưởng đội cận vệ của tổng thống, là mục tiêu trả thù của đám tù nhân vượt ngục. Tony, đến trường rồi, mau lên con. Có kẻ phản bội, sao nó còn dám đến trường chứ? Ném đi, thật xấu hổ mà. Mẹ ơi, sao họ lại nói bà trách như thế? Vụ điều tra còn chưa kết thúc mà. Thôi con, đến giờ vào lớp rồi, chúng ta đi nhanh kẻo muộn đó con. Cảnh sát đang truy lùng tên tội phạm Jack Hunter. Hắn nguyên là một cựu cận vệ của tổng thống. Sau khi bị sa thải vì sai phạm, hắn đã bị tạm giam và bị nghi ngờ là nội gián. Những ngày qua, hắn đã vượt ngục và dẫn đầu một đám tù nhân đi gây án để trả thù. Không, không phải. Sao ba lại như vậy? Ba là tội phạm vượt ngục mà mẹ lại giấu con. Mẹ, mẹ ơi. Con trai, ba nhớ con nhiều lắm. Ba, sao ba lại làm như vậy? Ba xin lỗi đã khiến con lo lắng. Ba yêu hai mẹ con, hãy hiểu cho ba nha. Không, ba là người xấu, con ghét ba, con không muốn làm con của ba nữa. Tony, ba yêu con, hãy tin ba, mọi việc không hề như con nghĩ đâu. Không, con ghét ba đi đi. Con xấu hổ vì là con trai của ba. Ba đừng bao giờ về đây nữa. Tony, có chuyện gì vậy con? Ba vừa về, nhưng con nói con ghét ba. Chẳng ba đừng bao giờ về nữa. Ngoan nào. Sao con không hỏi ba có khỏe không? Mọi việc thực sự là như thế nào? Con không biết nữa. Con chỉ cần muốn vì ba mà phải nhục nhã thế này. Alo. Vâng, tôi đến ngay. Hãy đầu hàng, các anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Jennifer, cô có thể khuyên Jack không? Trong đó đang có con tin, hãy ngăn cậu ấy gây thêm tội lỗi đi. Anh Jack, em và Tony, con trai chúng ta đang ở đây. Anh hãy đầu hàng để hưởng khoan hồng từ pháp luật. Thank you.
khu này đã bị phong tỏa. Tất cả giơ tay lên. Con tôi, con có sao không? Mẹ ơi, con sợ lắm. Chú kia đã cứu con, hướng đạn thay con. 370 mật danh chắc là cảnh sát chìm sao? Chắc ơi, tỉnh lại đi. Hóa ra lâu nay anh vẫn hoạt động bí mật. Anh Chắc ơi, sao anh không nói gì cho mẹ con em biết chứ? Ba tỉnh dậy đi. Con xin lỗi vì đã không tin ba, không cho ba ôm. Ba ơi. Chúng tôi rất tiếc về sự hy sinh quả cảm của Chắc. Kể từ sau vụ việc Tổng thống Johan bị ám sát hụt, Nhà Trắng nghi ngờ trong nội bộ cảnh sát có nội gián. Chắc được chọn thâm nhập vào tổ chức tội phạm để tìm ra chân tướng. Thân phận của Chắc, một cảnh sát chìm, vì vậy mà cố tình bị bôi xấu. Ôi, Chắc, anh đã chịu nhiều oan ức quá rồi. Hóa ra tất cả những điều tồi tệ mà anh thể hiện chỉ là đóng kịch để mọi người nghĩ xấu về anh, cho rằng anh là một cảnh sát tha hóa. Chúng tôi có trách nhiệm phục hồi danh dự cho Chắc. Anh ấy mãi là niềm tự hào của đội cận vệ bảo vệ tổng thống. Mong chị và cháu vững vàng hơn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn cứu mạng của anh Jack với con trai tôi. Anh ấy là một cảnh sát quả cảm tuyệt vời. Ba, con xin lỗi vì đã không tin ba. Ba tha thứ cho Tony nha. Ba mãi là niềm hạnh diện với Tony. Nỗi lòng của mẹ. Ba ơi, hôm nay ba được về sớm, hết quá. Lâu lắm ba mới đi đón con đúng giờ. Mình về nấu cơm nha ba. Bà nội vừa gửi lên bao nhiêu là rau củ. Thế cũng được, nhưng hôm nay cô Uyên lần đầu đến nhà mình chơi. Em có phiền không? Nếu em không thích thì đi ăn nhà hàng cũng được. Em cũng thích nấu ăn ở nhà hơn. Em sẽ nấu món gì đó thật ngon cho ba con anh cùng ăn nhé. Cô Uyên là nhất. Để cô xem bà nội gửi cho cô tí rau gì nào. Ôi, sao vậy em? Rau hỏng hết rồi anh à. Từ hôm mẹ gửi ra, anh cũng chưa sờ tới. Ba với con toàn ăn nhà hàng thôi cô ơi. Chả nấu ăn bao giờ. Tuần nào bà nội cũng gửi rau lên, nhưng lại hỏng hết thôi. Bà nội chăm hai cha con ghê ha. Bà nội có vườn rau rộng lắm cô ơi. Bà bảo bà trồng rau chỉ để cho ba ăn thôi. Tuần nào bà cũng gửi lên cà chua này, khoai tây này, rồi cả những rau gì nữa mà con không có biết tên. Mẹ lúc nào cũng coi anh như trẻ con vậy. Rau gì anh thích ăn, mẹ đều cặm cụi trồng rồi gửi lên. Mà anh thì bận quá, chẳng có thời gian mà nấu nữa. Mẹ anh mà biết rau của mẹ héo hết thế này, chắc mẹ buồn lắm. Mấy củ khoai tây vẫn chưa hỏng cô này. Cô nấu món canh sườn hầm khoai tây đi cô. Cháu thích ăn món ấy lắm. Ơi, cô cũng thích. Cô cháu mình hợp nhau ghê. Nếu cô Uyên là mẹ cháu thì lúc nào cháu cũng được ăn cơm ở nhà và ăn rau của bà nữa. Bà ơi, cô Uyên nấu canh khoai tây ngon như bà nấu vậy. Cô ấy cũng hiền nữa. Thế à, cô Uyên nào thế con? Cô Tí lại nói nhăn nói cuội rồi. Dạo này mẹ gầy đi nhiều.
Mẹ vẫn khỏe lắm, con mới gầy đi đó. Con đang lo lắng chuyện gì, đúng không? Chỉ có mẹ là hiểu con thôi. Mẹ ơi, nếu con nói con đang yêu một cô gái, thì mẹ nghĩ sao ạ? Thì mẹ ủng hộ cả hai tay chứ sao nữa. Mẹ nói thật ạ? Vợ con đã mất cũng 5 năm rồi, con cũng cần có người bên cạnh chia sẻ buồn vui chứ. Nhưng con cứ băn khoăn, chuyện mẹ kế con chồng có bao giờ tốt đẹp? Con có tin người con yêu là một cô gái tốt không? Con tin chứ ạ. Nhưng tốt với con là một chuyện, còn tốt với cô Tí hay không lại là chuyện khác. Làm sao cô ấy có thể yêu thương cô Tí như chính con cô ấy sinh ra được? Mà con thì không bao giờ muốn cô Tí phải chịu thiệt thòi. Có một chuyện mẹ phải kể với con. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ là mẹ kế của con. Mẹ là mẹ kế của con ư? Đúng vậy. Mẹ lấy ba con khi con chỉ vừa hơn 3 tuổi một chút. Ngày sau đó, cả nhà mình chuyển ra Bắc. Còn quá bé, con không thể nhớ được. Nhà mình cũng không có người quen nào ở đây, nên không ai biết cả. Mẹ cũng dặn ông bà nội ngoại đừng nói gì về chuyện này, để con được lớn lên hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Mẹ là mẹ kế của con. Bạn đang nhớ cô Uyên phải không? Ba đang nhớ bà nội của con. Bà nội à? Bà nội tốt nhất trên đời ba nhỉ? Ba là người mẹ tốt nhất của ba. Mà Tí này, còn con muốn cô Uyên... Cô Uyên sao ạ? Cô Uyên sẽ trở thành mẹ của con. Có chứ ạ. Con rất yêu cô Uyên. Ba, có thật là cô Uyên sẽ thành mẹ của con không ạ? Đúng rồi, con trai, sẽ sớm thôi. Sau cơn thảm họa. Suất của chú đây ạ. Cảm ơn cô. Dạ, của bà đây. Cảm ơn. Nào, khẩn trương lên. Sao cháu lại đứng xếp hàng một mình thế này? Ba cháu đâu? Ba cháu đã bị sóng thần cuốn trôi, có lẽ đã mất rồi. Thế còn mẹ cháu, nhà cháu ở đâu? Đằng kia chú ạ. Nó đã bị sóng đánh sập nát hết rồi. Đến giờ mọi người vẫn chưa tìm thấy mẹ. Cháu mặc vào đi, kẻo lạnh. Thế cần chú? Chú là người lớn mà, cháu đừng lo cho chú. Dạ, cháu cảm ơn chú. Cháu bé, chú cho cháu này. Dạ, thôi ạ. Chú đã cho cháu mượn áo rồi, cháu không thể nhận của chú nhiều thế được. Cháu cứ cầm lấy đi, không phải lo cho chú đâu. Chú không quen ăn cái này. Lát chú có mì gói ở trong các xe cứu trợ rồi. Nào, nhận lấy đi cháu. Hàng người xếp hàng dài thì đến lượt cháu, có khi đã hết đồ ăn rồi cũng nên. Dạ, vậy cháu xin chú. Thằng bé chắc đói lắm rồi,
Không ăn đi còn đi đâu? Ơ, cậu bé kia, sao cậu ta không giữ lại cái bánh mà lại để lên đó nhỉ? Này cháu bé, cháu đang đói vậy, sao không ăn chiếc bánh đi? Chú ơi, còn có rất nhiều người còn đói hơn cháu, nên cháu bỏ thực phẩm vào thùng để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ. À, phải rồi, con là một đứa trẻ rất ngoan. Cảm ơn con, con làm lòng chú thấy ấm lắm. Chú tin rằng sau cơn hoạn nạn, thành phố sẽ nhanh chóng hồi sinh. Chính là nhờ vào những con người nhẫn nại, chấp nhận gian khổ và sẵn sàng hy sinh như con trai. Đây là câu chuyện có thật diễn ra sau trận động đất sóng thần lịch sử tại Nhật Bản vào năm 2011. Câu chuyện được kể lại từ một người Việt Nam sống tại Nhật Bản, sau đó đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng. Cách cư xử của cậu bé 9 tuổi Nhật Bản đã trở thành bài học làm người trong những lúc khốn khó nhất. Mẹ, kết quả xét nghiệm cho thấy chị đã có thai. Tôi có thai ư? Nhưng tôi cũng phải chia sẻ thật với chị, với tình hình sức khỏe của chị thì việc có thai là rất nguy hiểm. Ôi, con tôi! Chị không những bị bệnh giòn xương mà nhóm máu của chị thuộc nhóm máu hiếm, không có nhiều người có cùng nhóm máu với chị. Nếu gặp trường hợp cần máu gấp sẽ rất khó xoay sở. Chẳng lẽ tôi phải bỏ con của mình ư? Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Nhưng trong trường hợp của chị phải thật sự cân nhắc, vì tôi không dám chắc chị có thể vượt qua quãng thời gian mang thai. Có thể con của chị cũng sẽ mắc bệnh giòn xương di truyền từ chị. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi hiểu bác sĩ lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của tôi, cũng như tương lai của em bé. Nếu em bé được sinh ra, tôi sẽ cân nhắc về việc này. Chẳng lẽ mình phải bỏ con ư? Không, mình không thể bỏ con được. Con của mình đáng yêu thế này cơ mà. Anh à, em có chuyện gì thế em? Em có thai. Sao cơ? Em có thai à? Trời ơi, chúng mình có con ư? Nhưng không được, em không thể nào. Còn sức khỏe của em nữa. Anh rất muốn có con, đúng không? Chúng mình khi lấy nhau đã thống nhất là không sinh con rồi mà. Nhưng em muốn có con. Em sẽ sinh cho anh đứa con ngoan ngoãn và xinh đẹp. Trời ơi, em không những bị bệnh giòn xương mà còn bị dị dạng cột sống và thêm nhiều bệnh hiểm nghèo khác. Làm sao em có thể vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày mang thai? Em làm được mà. Vì sao em biết mình có thể làm được công việc khó khăn này? Ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh còn thấy rất vất vả kìa. Vì em là một người mẹ, một người mẹ có thể làm được tất cả cho con của mình. Trời ơi, em ngang bướng quá. Hơn nữa, bệnh của em có thể di truyền đấy, em biết không? Nhưng em không thể bỏ con được. Mình biết anh ấy rất mong muốn có con, nhưng anh ấy lo lắng cho mình nên mới thế. Mình phải làm sao đây? 3 tháng sau, chúng tôi đã làm các xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Vui mừng thông báo cho chị là khả năng cháu bé di truyền từ bệnh giòn xương của chị là rất thấp. Ôi, vậy ư? Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Anh thấy chưa? Con chúng ta sẽ không sao. Em biết mà. Con chúng ta sẽ không sao. Tôi thật sự rất lo lắng. Cháu bé lớn lên, áp lực xương của chị sẽ rất lớn. Có thể tính mạng của chị phải cân nhắc cho thật kỹ. Em à, bác sĩ nói đúng đấy. Em bị bệnh xương thủy tinh, em nhớ không? Khi mang thai sẽ cần một lượng canxi rất lớn để nuôi con. Mà xương của em như thế, em hãy suy nghĩ lại. Hãy tin em sẽ vượt qua được. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì,
anh hãy chú ý đến sức khỏe của chị ấy. 9 tháng mang thai đối với chị ấy sẽ không dễ dàng đâu. Có vấn đề gì thì hãy đến viện ngay lập tức. Dạ vâng. Anh cứ để chị nhà ở đây để chúng tôi khám. Anh ra ngoài đi. Xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy. Được rồi, anh ra ngoài đi. Vợ anh đã qua cơn nguy kịch, nhưng toàn bộ cột sống của chị ấy đã bị dị dạng. Cần cho vợ anh nhập viện ngay lập tức, đề phòng nguy hiểm tính mạng. Vâng vâng, cháu đồng ý ạ. Anh ơi, thôi em không ăn nữa, em đau lắm. Sao cơ, đến nuốt cháo cũng đau à? Vâng. Khổ cho em quá, liệu em có cố được không? Em cố được, nhất định em vượt qua được. Đừng bỏ con nhé anh. Ôi, em đau quá. Bác sĩ ơi, cứu vợ cháu với. Xin ông trời giúp đỡ cho cô ấy, xin phù hộ cho con của cô. Ôi, bác sĩ ơi, tình trạng vợ tôi thế nào rồi ạ? Ca mổ thành công, mẹ tròn con vuông rồi. Chúc mừng gia đình anh, chị ấy quả là một người mẹ vĩ đại. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Anh không cần phải cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chị ấy. Chị ấy đã bất chấp tính mạng của mình để sinh con. Giờ anh đã được làm bố, hãy nhanh chóng vào phòng phẫu thuật với chị ấy đi. Tiệm sửa xe bên đường. Thôi chết, xe xịt lốp rồi. Làm thế nào bây giờ? Xe con bị sao thế? Dạ, hình như xe con bị đâm vào đinh. Xe con bị thủng sâm rồi. Nhà ông ở ngay đây, con để xe đây ông sửa cho. Nhưng mà con quên không mang theo tiền. Con cứ để xe ở đây ông sửa cho. Ông không có lấy tiền đâu mà lo. Dạ. Ông ơi, ông vào ăn cơm cho xong đã, rồi hãy sửa. Lát tôi ăn sau, tranh thủ sửa cho cháu nó đi, không muộn. Hay quá, ông sửa xong rồi này, con cảm ơn ông. Ừ, thôi con về đi, không muộn, ba mẹ lại mong. Vâng ạ, con chào ông. Bà này, tôi tính sẽ mở hiệu sửa chữa xe đạp. Sửa chữa xe đạp ư? Ừ, mình nhàn rỗi, ngồi không cũng buồn. Ông cũng có tuổi rồi, nên nghỉ ngơi thôi chứ còn làm lũng làm gì. Các con ở xa sẽ không yên tâm đâu. Có gì vất vả đâu bà, chỉ là vá lại cây sâm, lắp lại cái xích. Tôi sẽ sửa xe miễn phí. Tôi muốn giúp lũ trẻ, chúng đi học mà hỏng xe. Nhìn chúng dắt xe dưới nắng tội lắm. Vậy cũng được, giúp được ai hay người ấy. Nhưng ông nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Được rồi, bà cứ yên tâm. Ông Nam ơi, ông sửa xe giúp con với ạ. Ông ơi, ông sửa sắp xong chưa ạ? Xe bị hỏng hơi nặng, nên chắc phải một lúc lâu nữa mới xong được con à. Làm thế nào bây giờ? Con sẽ muộn học mất. Vậy để ông đưa con tới trường. Chiều con đi nhờ xe bạn về đây lấy xe. Tới lúc đó là ông sửa xong xe rồi. Dạ, nhưng... Nhưng gì nữa, chờ ông một chút nhé.
Sao tự nhiên các con lại tặng hoa cho ông thế này? Chúng con chúc mừng sinh nhật ông. Chúc ông tuổi mới luôn mạnh khỏe. Sao tụi con lại biết hôm nay là ngày sinh nhật của ông? Ông luôn coi chúng con là người thân, luôn giúp đỡ chúng con rất nhiều. Vậy nên chúng con cũng coi ông như là ông của chúng con vậy đó. Đúng rồi ạ. Bằng người thân thì phải biết ngày sinh nhật của nhau chứ ông. Ông cảm ơn. Cảm ơn các con. Ông vui lắm. Đúng là không gì vui bằng đem hạnh phúc tới cho người khác. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.